Trên thị trường kim loại quý tính đến thời điểm 11 giờ sáng ngày hôm nay, nhiều thương hiệu vàng ghi nhận mức giảm nhẹ. Hiện mỗi lượng vàng SJC đang giao dịch quanh ngưỡng 67 triệu đồng một lượng. Cụ thể vàng SJC tại Bảo Tí Minh Châu hiện mua vào 66 triệu 570 000 đồng, bán ra 67 triệu 480 000 đồng mỗi lượng, giảm 50 000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn giá vàng dòng thăng long thì cũng ghi nhận mức giảm tương tự, hiện mua vào ở mức 53 triệu 080 000 đồng, bán ra 54 triệu 030 000 đồng mỗi lượng.